Kính chào quý khán giả đang theo dõi nhịp sống kỳ mới sáng thứ Bảy ngày 15 tháng 1 năm 2022. Chúng tôi biết rằng quý vị có rất nhiều sự lựa chọn để cập nhật tin tức buổi sáng, nhưng vẫn dành sự quan tâm cho truyền hình Hậu Giang. Vinh dự và trách nhiệm về điều này, HKTV không ngừng đổi mới, hoàn thiện chương trình để phục vụ tốt hơn nhu cầu về thông tin của quý khán giả. Đồng hành với Minh Thiện sáng nay còn có hai MC duyên dáng nữa, nhưng mà trước tiên mời quý vị cùng đến với nhật trình buổi sáng. Thưa quý vị, chiếm vị trí nổi bật trên báo Tuổi Trẻ sáng nay là bài "Dồn sức chăm lo Tết cho người lao động nghèo". Bài viết cho hay, trải qua một năm dịch bệnh đầy khó khăn với nhiều gói hỗ trợ liên tiếp, năm nay nhiều địa phương vẫn cố gắng chăm lo cho người lao động nghèo với số chi nhiều hơn năm trước. Cụ thể là thành phố Hồ Chí Minh dành hơn 700 tỷ đồng dành cho các chương trình như là tấm vé nghĩa tình, phiên chợ công dân, hỗ trợ các trẻ em mồ côi mất cha mẹ do dịch bệnh COVID-19 và gia đình có người thân tử vong do tham gia phòng chống dịch ở tuyến đầu. Thưa quý vị, năm nay thì Đà Nẵng cũng có thêm những chính sách mới mở rộng quy mô hỗ trợ người dân đón Tết với tinh thần để người dân ai cũng có Tết ấm. Hà Nội thì sẽ trao 10.000 suất quà, mỗi suất là 1 triệu đồng cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong khi đó, Cần Thơ thì hỗ trợ từ 800.000 đồng cho tới 1 triệu 100.000 đồng dành cho rất nhiều gia đình chính sách, người nghèo, người ở các cơ sở bảo trợ xã hội. Và cũng đề cập đến vấn đề chăm lo Tết cho người dân, trên báo Sài Gòn Giải Phóng thì bà Phan Thị Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ngành công thương xây dựng các chương trình khuyến mại có sự tham gia của 80 doanh nghiệp bình ổn thị trường, tổ chức bán hàng đến tận các khu chế xuất, khu công nghiệp, duy trì chuỗi siêu thị không đồng để hỗ trợ người lao động gặp khó khăn. Thưa quý khán giả, đây là hình ảnh được chụp tại một nhà xe để xe của công dân với những thùng quà Tết, bao gạo buộc sẵn trên từng yên xe máy đang được lan tỏa tích cực trên mạng xã hội. Cộng đồng mạng thả tim không ngớt cho cách trao quà này. Qua tìm hiểu thì ảnh được chụp tại nhà máy Tân Đệ ở tỉnh Thái Bình. Mỗi năm, công ty đều đặt lượng lớn bia, nước ngọt, gạo để tặng cho công dân về quê ăn Tết. Việc này vừa giúp tiêu thụ hàng cho doanh nghiệp trên địa bàn, vừa thể hiện tình cảm với người lao động. Ngoài ra, thì mỗi công dân còn được thưởng thêm tháng lương thứ 13 và được lì xì từ ban lãnh đạo công ty. Thưa quý khán giả, nốt trầm đối với người lao động trong dịp cuối năm có lẽ là vụ việc 160 nhân viên bệnh viện Tuệ tỉnh bị nợ lương trong nhiều tháng, phải căng băng rôn để mà kêu cứu. Sau đó thì Học viện Y Dược Học Cổ Truyền Việt Nam đề nghị Bộ Y tế bố trí nguồn kinh phí 10 tỷ 200 triệu đồng cho Bệnh viện Tuệ tỉnh để chi trả phần tiền lương phụ cấp cho hàng trăm nhân viên này. Báo Tuổi Trẻ cho biết là hôm qua lãnh đạo Bộ Y tế, vụ kế hoạch tài chính và vụ tổ chức Bộ Y tế có cuộc làm việc với đại diện Bệnh viện Tuệ tỉnh, đã có nhiều ý kiến và phương án được đặt ra nhằm giải quyết tận gốc khó khăn từ bệnh viện. Các ý kiến đều thống nhất phải nỗ lực để trả lương cho y bác sĩ trước Tết. Tiếp tục thông tin về vụ đấu giá đất ở Thủ Thiêm, tiến sĩ Trương Minh Huy Vũ cung cấp một góc nhìn khác trên báo Sài Gòn Giải Phóng số sáng nay. Ông cho rằng từ đầu đến cuối hoạt động đấu giá 4 khu đất vàng này đều diễn ra công khai, minh bạch, đúng quy trình pháp luật. Nhiều nước trên thế giới cũng thực hiện đấu giá tài sản công để tạo ra nguồn vốn phát triển kinh tế xã hội. Chủ thể thắng đấu giá nhưng không thực hiện đúng cam kết thì xử phạt theo quy định. Tập đoàn Tân Hoàng Minh bỏ cọc là đồng nghĩa với việc mất 600 tỷ đồng. Do đó, rất cần một điểm nhìn cân bằng và công bằng đối với những vấn đề thuộc kinh doanh thương mại, tránh hình sự hóa hoạt động kinh tế. Thành phố Hồ Chí Minh một mặt cần kiên quyết xử lý hiện tượng thổi giá đất, nạn đầu cơ bất động sản gây rối nhiễu thị trường đất. Mặt khác, trong những vấn đề vượt thẩm quyền, thành phố có thể kiến nghị Trung ương sớm có giải pháp tháo gỡ. Thông tin tiếp theo về vụ Chủ tịch tập đoàn FLC bán chui 74 triệu 800 cổ phiếu ra thị trường ngày 10 tháng 1. Báo Tuổi Trẻ cho rằng mất thanh khoản, dư bán sàn đang là cụm từ gây ám ảnh cho nhà đầu tư đang nắm giữ các cổ phiếu họ FLC. Nhiều nhà đầu tư cho biết dù đặt giá thấp nhất trong ngày nhưng vẫn không có người mua và đà này không biết bao giờ mới chấm dứt.
Thưa cô chị, liên quan đến vụ việc anh Trung Văn Nam bất chấp nguy hiểm lao vào đám cháy để giải cứu một bé gái bị mắc kẹt tại Hoàng Mai, Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi thư khen ngợi hành động dũng cảm của anh. Tiếp theo, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh ký quyết định tặng bằng khen của Thủ tướng cho người hùng. Dẫu không quen biết, người đàn ông vẫn liều mình giải cứu bé gái như chính bản năng của một người cha. Chị bà thật đau lòng khi có người lại đang tâm đánh con gây chấn thương nặng dẫn tới tử vong. Mới đây, người cha này bị truy tố về tội cố ý gây thương tích với khung hình phạt 7-14 năm tù. Theo kết luận điều tra, giữa tháng 9 năm 2021, Lê Thành Công, 43 tuổi, ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, dạy con gái là bé HA, 6 tuổi, học tại nhà. Chiều cùng ngày, bé A có dấu hiệu đau bụng, không đi vệ sinh được, nên được gia đình đưa đi bệnh viện, nhưng bé tử vong. Các bác sĩ phát hiện thi thể của bé có nhiều vết bầm tím nên trình báo công an. Làm việc với cảnh sát, ông Công thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Nguyên nhân tử vong của bé được cơ quan chức năng xác định là ngạt do trào ngược thức ăn vào khí quản, hậu quả của sốc chấn thương. Cái chết thương tâm của bé gái 6 tuổi ở Hà Nội được nhắc lại trong bối cảnh dư luận vẫn chưa hết phẫn nộ, xót xa về vụ bé gái 8 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh bị mẹ kế bạo hành dẫn đến tử vong cách đây gần một tháng. Sợ cái ác thoát tội, mạng xã hội còn đưa tin giả về việc kẻ giết người có bệnh án tâm thần. Dù cơ quan chức năng lên tiếng xác nhận đây là thông tin thất thiệt, nhưng vẫn làm nhiều người bất an, bởi gần đây trồi lên tình trạng giả bệnh án tâm thần để trốn tội. Vấn đề hôm nay, ít phút nữa sẽ có bàn luận chi tiết. Bây giờ, chị Quỳnh Loan sẽ tiếp tục chương trình với phần tin đáng quan tâm và tổng hợp. Thưa quý khán giả, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF vừa công bố giá vé xem trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Trung Quốc trên sân Mỹ Đình vào ngày 1 tháng 2, tức là mùng 1 Tết Nhâm Dần. Mệnh giá thấp nhất là 500.000 đồng và cao nhất lên tới 1.200.000 đồng. Giá này được giữ nguyên so với trận trước tuyển Việt Nam gặp Nhật Bản, Ả Rập Xê Út. Dù giá khá cao nhưng trước đó VFF bán rất nhanh, chỉ sau ít giờ mở bán. Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam Trung Quốc trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, VFF sẽ phát hành 20.000 vé. Khán giả vào sân cần phải đáp ứng các yêu cầu sau: đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 hoặc khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng, có giấy xét nghiệm âm tính trong thời gian tối đa là 72 giờ trước khi trận đấu diễn ra, cài đặt ứng dụng khai báo y tế, có mặt tại sân trước giờ diễn ra trận đấu từ 120 phút để khai báo y tế và kiểm tra an ninh, thực hiện 5K theo đúng khuyến cáo. VFF sẽ bán toàn bộ vé theo dõi trận đấu qua hình thức online trên ứng dụng VinID. Thời gian mở bán từ 9 giờ ngày 18 tháng 1 đến 24 giờ ngày 20 tháng 1 hoặc đến khi hết vé. Cụ bà 82 tuổi từ Mỹ về cách ly điều trị tại bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh được xác định là nhiễm biến chủng Omicron. Đây là trường hợp nhiễm biến chủng Omicron thứ 13 tại thành phố Hồ Chí Minh và là ca thứ 51 tại Việt Nam. Và tất cả đều được cách ly ngay sau khi nhập cảnh, chưa có ca nào trong cộng đồng. Cụ bà nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất, test nhanh dương tính, được đưa về cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 12. Khi tiếp nhận bệnh nhân nhập cảnh, đưa vào cách ly riêng, không để chung phòng với các bệnh nhân khác. Đến chiều qua, thì kết quả giải trình tự gen virus ghi nhận bà nhiễm biến chủng Omicron. Thưa quý khán giả, nghe đến đèo Bảo Lộc là sẽ hình dung ngay địa hình hiểm trở. Một bên đó là sườn núi dựng đứng, một bên đó là vực sâu. Bởi thế mà đoạn đường đèo này thường xuyên xảy ra nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng. Nguy hiểm cùng với rất nhiều lời cảnh báo được đưa ra, nhưng giao thông trên cung đường này vẫn gây một lộn xộn, xe cộ chạy bắt nháo, bất chấp an toàn. Lấn làn, vượt ẩu, đấu đầu xe ngược chiều trên những đoạn dốc trên. Và đoạn clip sau đây khiến bất cứ ai xem cũng phải đứng tim trước độ liều lĩnh và vô pháp của dòng phương tiện. Đường đèo hẹp chỉ chừa cho hai làn xe ngược chiều nhau, nhưng cả xe máy lẫn ô tô lớn nhỏ đều sẵn sàng đi ẩu, tạt đầu, lao vung vút trên đường. Cốt yếu để tiết kiệm thời gian thay vì xếp hàng đúng phần đường cho phép để đi theo thứ tự. Nhiều tài xế còn nói vui với nhau là phải vững tay lái lắm mới dám đi con đèo này vì tổ lái nhàn nhãn.
Đây chính là một phần nguyên nhân dẫn tới nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Thưa quý khán giả, tiếp theo sau đây là vụ tai nạn giao thông mà nguyên nhân là do lỗi kỹ thuật không đỡ nổi. Xe tải đang chạy bị rơi bánh ra ngoài rồi lật ngang trên đường. Và sau đây là diễn biến của vụ tai nạn. Xe ô tô chở củi và cao ăn trầu xảy ra trên đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương, đoạn qua địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Phần bánh sau của chiếc xe bất ngờ gặp sự cố văng ra ngoài, khiến cho xe bị cày lê dưới đường rồi lật ngang, khiến củi và cao đổ tràn lan khắp mặt đường. May mắn không gây thiệt hại gì người, nhưng phương tiện và tài sản bị hư hỏng nặng. Vụ tai nạn còn làm cho hàng loạt phương tiện khác bị ùn ứ kéo dài hơn 2 cây số. Thưa quý khán giả, ùn ứ giao thông tại nơi xảy ra tai nạn, một phần hiện trường lộn xộn, xe tai nạn cùng với đồ vật chắn ngang đường. Nhưng còn một nguyên nhân khác đó là lái xe chạy chậm, riết chụp hình quay clip mà không tuân thủ theo hướng dẫn điều tiết của cảnh sát giao thông. Nhắc tới kẹt xe thì nhiều người lại nghĩ ngay nó như là một đặc sản trong những ngày cận Tết. Dòng phương tiện nối đuôi nhau và kẹt cứng trên đường. Và không gian thì không còn để thở, huống chi là xe chạy thông dong. Và cầu Rạch Miễu mới đây được có phương án điều tiết giao thông trong dịp Tết, hạn chế thấp nhất tình trạng ùn tắc. Hiện Ban An toàn giao thông hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre thống nhất phương án điều tiết giao thông để gửi Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Theo đó, tạm thời cấm loại xe ô tô tải từ 30 trở lên lưu thông qua cầu Rạch Miễu trong khung giờ từ 15 đến 19 giờ hàng ngày, bắt đầu từ ngày 22 tháng 1, tức là 20 tháng Chạp, đến hết mùng 10 tháng Giêng. Xe tải nặng là một trong những nguyên nhân gây ùn tắc giao thông, thậm chí kẹt xe trên cầu Rạch Miễu. Khi lên dốc, xe phải chạy với tốc độ chậm khiến dòng xe phía sau bị ùn ứ theo. Quá ngán với cảnh ùn tắc giao thông phải chờ phà mỗi khi có công chuyện, nhất là vào các dịp lễ Tết. Bởi thế, khi dự án cầu cắt lái nối Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng, thì người dân ai nấy rất là vui mừng. Và đến thời điểm này, hai tỉnh thành đang gấp rút lên phương án chuẩn bị khởi công vào năm 2023. Phương án 1 chiều dài đoạn đường gần 12 cây số, trong đó chiều dài của cầu là hơn 3 cây. Bắt đầu từ nút giao thông Mỹ Thủy trên đường vành đai 2 của thành phố Hồ Chí Minh rồi vượt sông Đồng Nai. Phương án 2 chiều dài hơn 10 cây số, bắt đầu từ nút giao trên đường vành đai 2 đi dọc Rạch Kỳ Hà và vượt sông Đồng Nai kết nối với cao tốc Bến Lức Long Thành. Phương án 3 vị trí cầu không còn nằm gần các đái thuộc thành phố Thủ Đức nữa mà dịch về quận 7. Vẫn còn hai phương án khác nhưng mức độ khả thi không cao do ảnh hưởng đến quy hoạch. Khi dự án giao thông này hoàn thành, sẽ kết nối hai vùng kinh tế lớn của cả nước và cũng để xóa điểm đen, ùn tắc giao thông ở cửa ngõ phía đông thành phố. Thưa quý khán giả, còn đây là đối tượng Nguyễn Hoàng Quy, là lập trình viên thiết lập sàn giao dịch tiền ảo MarketBR09.com, phát hành đồng tiền ảo MKC rồi bán, bàn giao cho đối tượng khác quản trị điều hành. Sau khi bị bắt, thì Quy khai nhận thiết lập sàn giao dịch để quảng bá sản phẩm có nguồn gốc từ Vương quốc Anh, có giấy phép hoạt động, đồng thời tạo chu kỳ 15 ngày tăng giá đồng MKC một lần để thu hút, lôi kéo nhà đầu tư. Khi nhà đầu tư mua thì toàn bộ số tiền đầu tư bị khóa không rút ra được. Trong 2 tháng thì sàn hút hơn 2.000 nhà đầu tư với số tiền hơn 10 tỷ đồng. Quy còn khai thiết lập 8 sàn giao dịch tiền ảo khác, bán cho nhiều đối tượng khác để chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư. Thưa quý vị, trở lại với những bệnh án tâm thần giả khi các đối tượng can nhiên lợi dụng để chạy tội, thì chị Thuyết Anh sẽ mang đến nhiều thông tin về vấn đề này sẽ ít phút nữa. Còn bây giờ, xin được cảm ơn chị Quỳnh Loan với những thông tin vừa rồi. Dân và hẹn gặp lại quý khán giả trong các bản tin sau. Thưa quý khán giả, liên quan đến vụ bé gái 8 tuổi ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh tử vong, những ngày qua thì mạng xã hội lan truyền thông tin kẻ bạo hành có bệnh án tâm thần.
tuy xác minh thông tin là sai sự thật, nhưng thực tế việc tội phạm sử dụng bệnh án giả để thoát tội là có thật. Cơ quan chức Công an thành phố Hà Nội phát hiện và triệt phá một băng nhóm cho vay nặng lãi trên địa bàn quận Long Biên. Kẻ cầm đầu là Kiều Văn Tiến. Nhưng điều bất ngờ là Tiến lại là một bệnh nhân tâm thần đang điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1. Tội phạm thản nhiên chia ra những tờ bệnh án như một kim bài miễn tử. Không phải tâm thần thì là bệnh nan y. Công an tỉnh Quảng Bình vừa khám xét khẩn cấp chỗ ở của Lê Thị Thu Huyền ở thành phố Đồng Hới. Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật liên quan đến việc làm giả hồ sơ bệnh án, bệnh hiểm nghèo cho những người bị phạt tù để quản thi hành án. Bệnh tật là biến cố của cuộc đời mà nhân sinh ai cũng muốn an yên. Chỉ có những người dụng tâm bất chính mới trả giá mình thành người điên hay người mắc bệnh nan y. Lê Thị Thu Huyền khai nhận lợi dụng danh nghĩa làm từ thiện, đối tượng yêu cầu người bị suy thận mãn tính phải chạy thận theo chu kỳ sao y hồ sơ bệnh án. Sau đó đổi thông tin để bán lại cho những người có nhu cầu thoát trốn trách nhiệm hình sự. Có cung thì ắt phải có cầu. Thực tế sau khi gây án thì lúc bị bắt, nhiều đại ca giang hồ khét tiếng thản nhiên chia ra bệnh án tâm thần. Cũng có trường hợp đang điều trị bệnh nhưng vẫn chỉ đạo đàn em phạm tội điều hành từng đường đi nước bước để buôn ma túy cho dây nặng lãi. Bệnh án tâm thần trở thành bùa hộ mệnh hay tấm bình phong cho nhiều đối tượng phạm tội trốn tránh trách nhiệm hình sự. Có kẻ tội phạm khi bị bắt trưng giấy chứng nhận tâm thần để trốn tội. Tội phạm giả điên không còn là chuyện hy hữu, và làm giả bệnh án tâm thần không đơn thuần là sai phạm nghề nghiệp, vi phạm đạo đức. Đây là hành vi tiếp tay bao che cho tội phạm. Cách đây 4 năm, vụ án tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 được dư luận đặc biệt quan tâm. Bác sĩ chuyên khoa 2 Thân Thái Phong, phó trưởng khoa tâm thần người cao tuổi, và ông Nguyễn Tuấn Sơn, kỹ thuật viên trưởng khoa dinh dưỡng, chi 85 triệu đồng mà cấu kết để làm bệnh án giả cho đại ca Hà Thành Lê Thanh Tùng, tức Tùng Nháy. Ngoài ra, Công an thành phố Hà Nội còn trà soát 94 hồ sơ bệnh án, trong đó có tới 41 hồ sơ là của các đối tượng giang hồ, cho thấy có đường dây chạy bệnh án cho tội phạm nhằm thoát tội. Hay băng nhóm cho dây nặng lãi trên địa bàn quận Long Biên mới đây vừa bị Công an thành phố Hà Nội triệt xóa. Kẻ cầm đầu là Kiều Văn Tiến. Càng bất ngờ hơn khi biết Tiến là một bệnh nhân tâm thần đang điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1. Lợi dụng sơ hở trong quản lý của Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 để trốn, Tiến thuê phòng ở chung cư Eco Home hoạt động tín dụng đen với lãi suất gần 300% mỗi năm. Nhưng chuyện khó tin hơn còn xảy ra vào tháng 4 năm ngoái. Ai ngờ được một ổ thác loạn bay lắc lại bị phát hiện bên trong Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1. Nguyễn Xuân Quý có tiền sử bệnh tâm thần, điều trị từ tháng 11 năm 2018. Nhờ tạo được mối quan hệ thân thiết với một số cán bộ nhân viên trong bệnh viện và được tạo điều kiện tự do đi lại sinh hoạt, bố trí ăn ở theo nhu cầu. Tại phòng điều trị, Quý cải tạo thành phòng cách âm, lắp loa, đèn laser. Sau đó cùng đàn em mời thêm bạn bè đến để bay lắc, trong đó có cả nhân viên bệnh viện. Câu chuyện về việc trùm ma túy Dư Kim Dũng hay còn gọi là Dũng Tình thoát án tử hình còn làm dư luận ngỡ ngàng hơn, cho thấy sự lợi hại của những bệnh án tâm thần. Trước khi bị bắt, đối tượng là tay buôn ma túy có số hạng ở Hải Phòng và trên cả nước. Danh hiệu ông trùm thuốc lắc mà giới giang hồ đặt cho Dũng Tình phần nào cho thấy gì thế. Với hơn 14 kg thuốc lắc, 21 kg túi đựng ketamin, 390 viên ma túy tổng hợp, ai cũng nghĩ Dũng khó lòng thoát án tử. Tuy nhiên, toàn bộ bản án thay đổi hoàn toàn cục diện khi đối tượng này trình lên hội đồng xét xử một bệnh án tâm thần vô cùng chi tiết. Nội dung vừa rồi cũng khép lại chương trình Nhịp Sống Kể mới sáng nay. Chân thành cảm ơn quý khán giả quan tâm theo dõi. Và thưa quý vị, từ hôm nay 15 tháng 1 năm 2022, bản tin Thích ứng an toàn với Covid-19 sẽ lên sóng vào lúc 8 giờ, cập nhật nhanh tình hình dịch bệnh trong tỉnh Hậu Giang, trong nước và trên thế giới. Và quý vị chú ý đón xem. Còn bây giờ, Tuyết Anh, Minh Thiện xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong các bản tin tiếp theo.